Hey, mình xin chào bà con các bạn nha. Thì hôm nay ngày 5 tháng 10 năm 2021 thì chiều hôm nay mình tiếp tục làm video bán bò cho trại bò Anh Phước ở ấp Xa Nhỏ, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha bà con. Thì trại bò Anh Phước hôm nay về một số bò sinh sản gồm bò Xin, bò Rapman. Và Anh Phước có nói là ngày mai Anh Phước có giao bò về các tỉnh miền Tây. Thì bà con nào ở tỉnh miền Tây có mua bò thì Anh Phước sẽ giao hoàn toàn miễn phí, không tính tiền xe nha. Thì bà con nào vào xem có được con bò nào ưng ý hãy nhấc máy gọi cho anh Phước qua số điện thoại mình có để trên màn hình nha. Bây giờ mình không làm tốt thời gian, mời bà con xem bò nha. Hello, chào quý cô chú anh chị. Chiều nay ngày 5 tháng 10 em có quay video clip vài con cái tơ để báo giá quý cô chú anh chị mình nha. Nè, đầu tiên là quý cô chú mình thấy cặp bò đực ha. Đầu tiên là cặp bò đực nha cô chú anh chị. Bò đực này nuôi thì rất khổ ha. Bò này trên lưng nó thì hai sái nè, nhưng mà bò thịt mà sái sung gì có bác anh chị đó. Thì quý cô chú anh chị nào mình mua cặp bò đực này có giá tại chuồng em là 26 triệu nha. Bò này bò bỏ bơi nè cô chú anh chị, về mình chích sổ lãi ký sinh trùng hay chích catosan vô là bò nuôi lên rất nhanh. Còn một cái bài thuốc mà em muốn giới thiệu đến quý cô chú anh chị mình á, là bài thuốc mình dùng cái dây cóc của chú anh chị. Mình đâm cho mình đập ra, mình trộn với củ nghệ với muối chứ mình bỏ nước tiểu vô mình cho uống bò mỗi tuần một ống là rất mập nha cô chú anh chị. Bài thuốc này thì có thể một số các bác lớn mình có biết, thì người nhỏ mình chưa biết thì em hướng dẫn cho cô chú anh chị mình làm nha. Bò này về mình nuôi lên rất là mập nha. Con này 1m05 nè, con này 1m1 nha cô chú anh chị. Đó, con này là Rapman nha cô chú anh chị, Rapman tay nhỏ nha. Đó, hai con 4 chân trụ to 8 con sò nha cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị mình khu vực Tiền Giang, mai ai có mua bò thì tối nay nhấc máy alo em, sáng em sẽ giao tận nhà mình nha. Nè cô chú anh chị, cặp bò cái Sinter nha. Cái này em bán theo cặp chứ em không có tách, tại mua cặp á thì em bán cho cô chú mình cặp luôn để mình dễ mua ha. Cặp này tại chuồng em có giá là 31 triệu nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị mình dòm bò rất là hàm ăn ha, ăn rơm ha cô chú anh chị mình thấy không. Đó, bò này rất là mát sữa nha cô chú anh chị. Đó, bông bay lò bông bay nha cô chú anh chị, mẫu bông bay bầu nha. Đó, cô chú anh chị mình thấy không, cặp này có giá tại chuồng em là 31 triệu nha cô chú anh chị mình thấy không. Em quay chậm cho cô chú anh chị mình coi để mình chọn cặp mình giùm nuôi nha. Mai cô chú mình khu vực Tiền Giang em giao đến tận nhà mình luôn với cái giá mà em đã nêu lên đây nha. Cô chú anh chị mình khỏi tốn một đồng tiền xe nào hết. Đây hai con. Chú anh chị thấy không? Con nào thùng giàu cũng có hết ha. Đó, 4 chân trụ to 8 con sò. Bữa nay em đi mua về trưa quá, em chưa có làm chuồng, dọn chuồng hết. Quay cho chú anh chị mình coi ha. Bò rất là phàm ăn. Đuôi dài phết đất này của chú, đuôi dài qua nhượng này của chú nhìn thấy không? Đây là con cái Xin luôn. Con này phối giống được 2 tháng nha cô chú anh chị. Nè, con này cái tàn hết biến nha cô chú anh chị. Đó. Con này có giá tại chuồng em là 21 triệu 500 nha cô chú anh chị. Nè, cô chú anh chị mình ha. Vú xuống vú nè. Chúng chị thấy không? Con này mới tích con nhưng chú anh chị gần sữa còn kìa.
Bò này nó mẫu bông bay bầu thùng dạo có nha cô chú anh chị. Nè. Đó cô chú anh chị mình thấy không? Đuôi dài phết đất. Đó. Giá tại chuồng 21.500 nha cô chú anh chị. Nè, vú nhảnh khả năng chữa rất cao ha. Ngày 3 tháng mình khám là chắc cứu chữa nha cô chú anh chị. Có giống ba bê nha cô chú anh chị. Sấy bớm nghiêm chỉnh. Còn tiếp theo đây là cặp cái sinh này nha cô chú anh chị. Bò này tầm 1m1 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình thấy không? Mẫu bông bài bầu ha. Nè, cô chú nào thích mẫu bông bài bầu đây ha. Này em cũng bán chú một cặp nha cô chú anh chị. Một cặp này có giá tại chuồng em là 35 triệu nha. Ngày mai cô chú nào khu vực Tiền Giang thì em giao đến nhà mình với cái giá này luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình khỏi tốn tiền xe nha. Đó, cô chú anh chị mày không? Này, em cũng bán một cặp luôn nè. Đó. Những con bò tầm trung nè, cô chú anh chị, Bombay này mẫu nó rất thích hợp mình nuôi nha cô chú anh chị. Mình nuôi nó có phàm ăn mà nó cũng mát sữa nữa, cô chú anh chị mình thấy không? Bốn chân kiền khú nha. Em hay bắt bò chân kiền khú nè. Tại em thấy bò chân kiền khú này nó đẻ con chục con như một nha cô chú anh chị, rất tốt ha. Xin ha. Cặp này có giá tại chuồng là 35 triệu. Cô chú anh chị mình thấy không? Bộ vú hết hồn ha. Bốn chân trụ to nè, 8 món sò nè. Cũng yếm có nha cô chú anh chị. Cặp bên kia là cặp số 1 nha cô chú anh chị. Cặp cá xin bên kia là số 1 nè. Cặp này là cặp số 2 nha. Cô chú anh chị nào mình có mua thì mình nói số cặp cho em biết nha. Để mình sợ nhầm lẫn á, thì giao đến nhà cô chú anh chị mình nó ấy nha. Rồi, quay cho cô chú anh chị coi ha. Sái bớm nghiêm chỉnh nha cô chú anh chị. Đó, chú anh chị mình thấy không? Bông bài. Bò này tầm 10 tháng nha cô chú anh chị. Yếm cô chú anh chị mình hay không? Tại nó cột dây lên như vậy. Nè. Còn tiếp theo con cá siêu nha cô chú anh chị. Con này tầm 9 tháng bò nha. Con này nó tách mẹ sớm nè. Nó bị lông mồm lại móng rồi nó hết nha cô chú anh chị. Nè. Nó ra móng đẩy móng nè, quay cho cô chú anh chị mình coi ha. Nên lông nó hơi xù. Mình nuôi lớn cái lông này nó rụng á, nó rụng dần nè cô chú anh chị, hay ngay cái mặt không? Rụng dần nè, cái đầu nó rụng dần nè, mốt cái mình nó lông nó sẽ y vậy nè cô chú anh chị. Đó cái siêu ha, mỏ đỏ, móng đỏ nè. Chim đỏ, vú đỏ gì cũng đỏ nha cô chú anh chị. Con này có giá tại chuồng em là 16 triệu nha cô chú anh chị. Nè. Chú anh chị thấy không? Bòi nữa mẫu rất thích hợp nuôi sinh sản của chú anh chị, mát sữa nè. Nó bị nó bị móng này nè của chú anh chị thấy không? Nên đẩy móng ra nè. Hồi đó nó bị lông mồm lỗ móng á, nên nó hết đẩy móng ra, lông nó bị xù vậy mình nuôi lớn nó sẽ hết nha chú anh chị. Rất dài đầu nha của chú anh chị. Em đứng cách xa 3 mét em quay mới hết chuồng bò ha. Chuồng bò em hôm nay nó về rất nhiều của chú anh chị. Em bán là nhờ cái số lượng nhiều nên cô chú anh chị. Nè, cô chú anh chị thấy không? Chuồng bò nhiều nè. Mai bò tiếp tục về nữa nha cô chú anh chị. Em đang dọn cái ngăn để mai em nhốt cho ngăn nó chặt luôn cô chú anh chị. Em bán chủ yếu nhưng mà nhờ số lượng nhiều để bán nái bán rẻ giúp bà con mình nuôi chăn nuôi đạt hiệu quả nha cô chú anh chị. Mai khu vực con miền Tây cô chú anh chị mình mua em giao xe miễn phí nha cô chú anh chị, không lấy cô chú anh chị mình thêm đồng nào hết.
Thằng con này giá cũi nha cô chú anh chị, 17.500.000 nha. Nó lên giống cách nay 4 ngày mà em không có phối nha. Ôm qua em không có phối, em đợ cô chú anh chị rồi mình mua về mình phối nha cô chú anh chị. Nó hai đôi răng nha cô chú anh chị. Rồi, em xin kết thúc video từ đây. Chúc cô chú anh chị một buổi chiều xem vui vẻ. Mai em sẽ giao bò ở khu miền Tây á, cô chú anh chị mình alo em nha. Mai em sẽ giao tới nhà mình với cái giá nêu trên nha cô chú anh chị. Khu vực tiền ưu tiên khu vực Tiền Giang nha cô chú anh chị. Tiền Giang, Long An. Mai em sẽ giao cho mình tới nhà với giá ưu đãi nha cô chú anh chị. Rồi, em xin chào cô chú anh chị. Bữa đó chú nào ở Tiền Giang dặn con Redman tốt tốt nè. Thì con Redman này em qua em quay thêm nè. Mai em anh ở Tiền Giang á, mà em cái số điện thoại em lưu vô em quên nè, không có nhớ. Thì mai anh có tối nay anh có xem được á, theo dõi kinh bò của em á, thì tối nay điện cho em đi. Mai em giao cho anh tới nhà giá 18 triệu nha. Đó, anh ở Tiền Giang nha. Con bò Redman nha nhưng cô chú anh chị, chứ không phải con bò đực, con bò F1 này nha. Nè, con bò Redman này nè. Đó, cô chú anh chị mình không? Redman đầu dồ ha. Redman trụi nha cô chú anh chị. Đây bơm nghiêm chỉnh nha. Okay. Thùng dạo có nha cô chú anh chị. Nè, thùng dạo có nè. Mẫu bơm bay bầu nè, Redman nè. Một bài bầu rất là tốt nha cô chú anh chị. Rồi em thêm con bò này để anh Tiền Giang anh có thấy được, anh cứ anh dặn em hoài mà em không có chuyến đi thì cũng mong anh thông cảm. Mai em có chuyến đi mà giờ số nhiều quá, cô chú điện nhiều quá, em không thiệt tình em không có nhớ số ai hết á. Thì cô chú nào có không có thấy thì điện mai em sẽ giao cho cô chú anh chị mình nha. Rồi, em xin chào cô chú anh chị ạ.